Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu về sức mạnh kim tự tháp. Sức mạnh kim tự tháp. Kim tự tháp là cấu trúc ổn định nhất, tiếp nhận năng lượng vũ trụ nhiều nhất trên trái đất này. Kim tự tháp với góc đáy tam giác cân 52 độ 51 phút là cấu hình nhận được nhiều năng lượng vũ trụ nhất.